Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với Vietnasport vào ngày 26 tháng 1 năm 2022. Còn đúng 24 tiếng nữa, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra. Với tâm thế mới chỉ có 11 điểm sau 6 lượt trận, cùng vị trí thứ 3, kém Nhật Bản 1 điểm và thua Saudi Arabia tới 5 điểm. Australia đang gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành 2 tấm vé trực tiếp đến với vòng chung kết World Cup tại Qatar vào cuối năm nay. Cũng bởi thế mà đội tuyển Australia đặt mục tiêu phải có trọn vẹn 6 điểm trước hai đối thủ, đó là Việt Nam và Oman tại hai lượt đấu tiếp theo của vòng loại World Cup. Do đó ngay từ sớm thì huấn luyện viên Graham Arnold của Australia yêu cầu đội tuyển bày chuột túi phải tấn công phủ đầu, vây hãm đội tuyển Việt Nam hòng có được chiến thắng cần thiết ngay trên sân nhà, nơi mà Australia đã toàn thắng cả 3 trận tại đây trong lịch sử. Đoán trước được tình thế này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị trước trận tái đấu với Australia. Tại buổi tập chiều ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành chủ yếu thời gian để củng cố các mảng miếng tấn công, phòng ngự và di chuyển đội hình chiến thuật. Tuy nhiên, có một vị trí trọng yếu mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải tính toán trước khi trận đấu với Australia diễn ra vào ngày 27 tháng 1, đó là ai sẽ làm thủ môn của đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ trong trận lượt đi giữa hai đội vào tháng 10 năm 2021, ông Park đã lựa chọn Đặng Văn Lâm, người trước đó đã trải qua 1 năm rưỡi không thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Lúc bấy giờ thì ông Park có lý giải: khi chúng tôi gọi tân trương lên đội tuyển, ba luyện chúng tôi cũng như nhiều chuyên gia bóng đá nội cũng có sự ngần ngại về chuyện cũ hay những sai lầm của tân trường trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy. Nhưng tôi không xem qua những video ấy. Tôi thấy trong 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 rồi trận đấu mà Việt Nam thi đấu trước Saudi Arabia thì bạn ấy đã chơi rất tốt. Tấn Trường đã chặn được nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng. Riêng với trường hợp của Đặng Văn Lâm, sau 1 năm 6 tháng, chúng ta mới lại gặp lại bạn đó. Lâm cũng mới chỉ sang Saudi Arabia trước trận đấu có 4 ngày thôi. Trong quá trình ở Seoul Osaka, Văn Lâm cũng chỉ chơi 2 trận. Quãng thời gian đó quá ngắn nên tôi chưa chia vai trò cho Văn Lâm ngay. Thêm vào đó, Australia mạnh về thể hình, thể lực và bóng bổng, vì thế tôi lựa chọn Lâm. Đây là quan điểm của tôi. Về bóng bổng thì Văn Lâm hơn Tấn Trường. Ngoài ra tôi cũng muốn tạo ra bầu không khí cạnh tranh lành mạnh ở đội tuyển. Quả thực Đặng Văn Lâm đã chơi rất tốt cho Australia. Anh chỉ để thủng lưới trong một tình huống rất hay từ pha dứt bóng với quỹ đạo khó chịu và điểm rơi cực kỳ tuyệt vời vào trước khu vực 5m50 của Rustic, cộng thêm kỹ năng phá bếp việt vị khôn ngoan và tinh quái của hậu vệ Grant. Tiếc rằng sau đó thì chấn thương vai đã khiến cho Đặng Văn Lâm không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam từ đó cho đến thời điểm hiện tại. Vô hình chung thì vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam càng khó đoán định giữa hai lựa chọn bao gồm thủ môn Bùi Tấn Trường và Trần Nguyên Mạnh. Cụ thể sau khi Văn Lâm bị chấn thương, Tấn Trường đã được bắt chính trong trận đấu mà Việt Nam gặp Oman, Trung Quốc, Nhật Bản và Saudi Arabia sau đó. Tuy nhiên, đến khi bước vào AFF Cup 2020, Nguyên Mạnh mới là cái tên được nhà cầm quân người Hàn Quốc tin tưởng. Thưa quý vị, với sự từng trải của mình trước đó, thủ thành người Nghệ An đã chứng minh niềm tin của vị trí nước gia người Hàn Quốc đặt vào anh là đúng chỗ. Nguyên Mạnh thể hiện sự điềm tĩnh, chắc chắn, ra vào hợp lý và xử lý bóng khá hiệu quả. Ngay cả trận thua Thái Lan tại bán kết lượt đi, Nguyên Mạnh cũng không mắc lỗi trong hai bàn thua. Chung cuộc sau AFF Cup 2020, Nguyên Mạnh là thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất giải với 4 trận không cho đối phương ghi bàn. Thậm chí trở lại với thất bại 0-2 trước Thái Lan ở lượt đi, Nguyên Mạnh còn ghi điểm rất lớn khi chặn đứng cú sút phạt đền của Chanathip Songkrasin ở cuối trận, qua đó tránh cho Việt Nam vỡ vụn niềm tin ngay ở lượt đi của bán kết. Sự ổn định, kinh nghiệm và bản lĩnh là những gì mà Nguyên Mạnh tự tin đem lên bàn cân so sánh với Tấn Trường. Nhưng ở phía bên kia trên tuyến, thủ môn người Đồng Tháp với chiều cao trên 1m90 và khả năng không chiến tốt hơn sẽ khiến cho cán cân trở nên ngang ngửa hơn và buộc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải khó nghĩ hơn. Một cơn đau đầu thực sự là khó chữa vào thời điểm này ở vị trí gác đền. Vậy trước khi nói về quyết định của ông Park, ý kiến của hai cựu thủ môn kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, đó là Võ Văn Hạnh và Dương Hồng Sơn, xoay quanh việc lựa chọn thủ môn bắt chính cho đội tuyển Việt Nam sẽ như thế nào. Về phần mình thì thủ môn huyền thoại Dương Hồng Sơn nói: không có Văn Lâm ở lượt về cũng có thể là một thiệt thòi cho chúng ta, nhưng đội tuyển Việt Nam hiện vẫn còn 3 thủ môn khác mà trong đó sự cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra giữa Nguyên Mạnh và Tấn Trường. Tấn Trường đã được bắt một số trận tại vòng loại thứ 2 World Cup và cũng đã để lại dấu ấn nhất định. Nhưng với tôi, tuy có ưu thế về chiều cao nhưng sự ổn định của Tấn Trường không thể bằng Nguyên Mạnh. Tấn Trường đôi khi mắc những lỗi mà người ngoài nhìn vào phải thốt lên là tại sao lại mắc lỗi sợ lẳng đến thế. Dù anh cũng có những pha cứu thua vô cùng ngoạn mục, tôi vẫn đặt niềm tin lớn vào Mạnh. Anh ra vào hợp lý, an toàn và chơi chân rất tốt, phát bóng cũng rất hiệu quả. Đây là những phẩm chất rất đáng quý của một thủ môn. Về phần mình thì cựu thủ môn Võ Văn Hạnh quay trở lại AFF Cup để phân tích vì sao Nguyên Mạnh chiếm được vị trí bắt chính vốn từng thuộc về Tấn Trường. Ông nói rằng: tôi cho rằng AFF Cup có chuyên môn thấp hơn vào loại World Cup. Ở đây Nguyên Mạnh hay Văn Hoàng đều đủ khả năng làm chủ không gian của mình. Hơn nữa Tấn Trường sắp 36 tuổi rồi, nếu tính toán cho tương lai thì Nguyên Mạnh, Văn Hoàng cần được thi đấu nhiều hơn. Tấn Trường nên lùi lại để cơ hội đi với các thủ môn trẻ hơn ở đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh không có thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm, cuộc cạnh tranh tay đôi vốn sẽ dành cho Nguyên Mạnh và Tấn Trường. Ai cũng có những vết gợn trong quá khứ, thủ môn nào mà không có sai lầm cơ chứ. Nhưng bỏ qua điều đó, Nguyên Mạnh có lợi thế hơn khi trẻ hơn 5 tuổi so với người đàn anh. Về lâu dài, khi Đặng Văn Lâm trở lại, Tấn Trường lùi xuống, Nguyên Mạnh sẽ là cái tên cần thiết để duy trì sự cạnh tranh trong khung gỗ. Cậu ấy chưa được thi đấu kể từ sau đi đá AFC Champions League cùng Viettel hồi tháng 7, vậy nên AFF Cup là đấu trường phù hợp để thử thách Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, như tôi đã nói, AFF Cup có chuyên môn thấp hơn so với vòng loại World Cup. Hơn nữa, Australia là một đội tuyển rất mạnh trong tình huống bóng bổng
vậy nên Nguyên Mạnh có thể vẫn sẽ cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trong thi đấu. Nhưng với một đối thủ có tính đặc thù cao như Australia, Tấn Trường xem ra mới là một lựa chọn phù hợp. Hai cựu thủ môn đưa ra hai ý kiến khác nhau, một người tin tưởng vào người đồng hương Nguyên Mạnh, một người thì cho rằng Tấn Trường sẽ là phương án phù hợp cho Australia. Quả thực Việt Nam sắp sửa đối đầu với một tập thể sở hữu dàn cầu thủ có chiều cao rất tốt, vượt trội hơn hẳn so với các đội bóng ở Đông Nam Á nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng. Nhờ ưu thế vượt trội ấy nên Australia rất mạnh và nguy hiểm trong các pha không chiến. Ngay cả khi không có Harry Suta, pháo đài bay cao gần 2m với số lượng bàn thắng bằng đầu cao nhất cho đội hình cùng với cả chân truyền Hustik, Australia vẫn còn nguyên những phương án để tiếp cận và uy hiếp đội tuyển Việt Nam từ trên không. Rõ ràng đây sẽ là điểm khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi. Đồng ý rằng chúng ta sẽ tìm mọi phương án phòng ngự từ xa và ngăn không cho đối thủ xâm nhập vòng cấm địa để thực hiện các pha đánh đầu. Tuy nhiên, tần suất để đội tuyển Việt Nam ngăn cho Australia làm được điều đó trong 90 phút thi đấu liên tục là không thể. Vậy nên, việc thủ môn Việt Nam dù là Tấn Trường hay Nguyên Mạnh có đứng trong cầu môn thì cũng không thể tránh khỏi việc phải đối diện với những pháo đài bay đến từ đại diện xứ sở chuột túi. Có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ nghiêng về phương án Tuấn Trường, một lựa chọn đảm bảo độ an toàn hơn trong các pha không chiến. Chiều cao, sức bật, xảy tay tốt hơn so với người đồng nghiệp sẽ là cơ sở để thủ môn người Đồng Tháp được tin dùng hơn so với Nguyên Mạnh. Quan điểm này thì hoàn toàn có cơ sở, bởi ngoài những điểm cộng đến từ Tuấn Trường, người hâm mộ có thể tham chiếu ngay cho trận đấu giữa Việt Nam và Australia trước đó. Dù đang sử dụng Tuấn Trường với mật độ liên tục ở vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022, thì đột nhiên cho trận đấu với Australia, ông Park lại lựa chọn Văn Lâm, một thủ môn đã hơn 1.5 năm không thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lý do cơ bản dẫn đến quyết định của ông Park chính là việc Văn Lâm thiện chiến hơn so với Tấn Trường ở những tình huống bóng bỏng. Và vậy nên, rất có thể cũng chính từ cơ sở đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ lại bất ngờ chọn Tấn Trường, một thủ môn mất suất bất chính vào tay của Nguyên Mạnh trước đó trong cuộc đối đầu với Australia vào chiều tối ngày 27 tháng 1 tới đây. Dẫu sao, dù ông Park có quyết định ai đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nên tôn trọng, bởi đó cũng xuất phát từ mong muốn giúp đội tuyển Việt Nam có được một kết quả tốt nhất và tích cực nhất cho Australia. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại bài phân tích ở đây. Theo quý vị và các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lựa chọn ai trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam? Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Vinasport.